Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Hi, xin chào mọi người đã đến với channel của mình, Lander. Hôm nay mình sẽ làm một series mới. Series này là những điều bạn có thể chưa biết về Minecraft phần 1. Ok. Và chúng ta cũng sẽ đến với điều thú vị đầu tiên trong Minecraft nhé. Đây, như các bạn biết đây là con chó mà mình đã tuần hóa nó sẵn rồi. Bạn cho nó đứng lên. Khi bạn có đi xa đến đâu, đập chân cái, nó sẽ xuất hiện ngay đằng sau lưng bạn hoặc thậm chí là ngay trước mặt bạn luôn. Nhưng các bạn có biết một điều là, đây, các bạn xem nhé. Một lỗi trong Minecraft. Đấy. Bùm cái nó đi xuyên kính rồi, trời ơi, con chó này có thần thông gì à? Ôi các bạn nó chết mất rồi. Ok. Ok, và cái thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là đây. Như các bạn biết đây là trứng để sản sinh ra loài ngựa phải không? Đây. Đây là cái mà mình muốn cho các bạn biết nhá. Đây một con ngựa con đúng không? Nếu các bạn cho nó ăn lúa, nó sẽ tăng dần kích cỡ của nó lên. Khá là hay phải không các bạn? Rồi đây là kích cỡ cuối cùng của nó. Rồi ok. Và đây là điều thứ hai các bạn nhé. Con ngựa ở trong dị vãi. Chết rồi. Và điều thứ ba mình muốn nói với các bạn đó chính là đây. Đây coi như các bạn biết đây là cừu phải không nào? Và đây ba các bạn lấy cái thẻ name tag tên là zip z hay là zip gì với một dấu gạch ngang. Và nó không được viết hoa đâu nhá, nhưng một số trang các bạn toàn viết hoa không, mình có chả làm được đâu. Đây nếu các bạn kích vào đây một phát. Cừu thường sẽ chuyển thành cừu bảy màu phải không? Rồi, đấy. Rồi anh em quấy lên, nhạc sàn quấy lên. Quấy lên. Chết đi. À mà không biết lúc đánh chết nó không biết nó ra lôi rơi ra lông gì nhỉ. What? Kiểu ấy màu lại rơi ra lông trắng xấu quá. Rồi ok, đây là điều thứ ba. Dạ, và đây là điều thứ tư. Điều thứ tư mình muốn nói với các bạn đó là cái này. Đấy. Như các bạn biết đây là cái piston dính phải không ạ? Chết chứ. Đấy. Có phải thế này phải không bạn? Đây các bạn để một quả bí ngô lên đây. Rồi các bạn cắm cái đuốc đá đỏ đây một phát. Đây các bạn có thể thấy đấy. Cái đuốc sẽ nhấp nháy một lúc nhá, rồi nó lại tự nhiên nó bị tắt đi không hiểu vì sao. Rồi các bạn đợi nhá. Chuẩn bị này. Mình để thế cho nó giống thôi, chứ mình cũng chả để cục đất lên làm gì. Đấy, thấy chưa? Rất là độc và cũng rất là dị luôn nhá. Mình cũng không hiểu vì sao. Rồi ok, đây là điều thứ tư. Và đây là điều thứ tư. Đây, nếu các bạn lấy một cái thẻ tên tên là Groom MM. Các bạn tác vào con lợn như này, nó sẽ trở thành lên lộn ngược. À, tao không cưới lợn bao giờ đâu nhá. Rồi nếu các bạn đổi tên của các bạn như thằng Bi quay này đây. Đấy, các bạn đổi tên thành Groom nó cũng lộn ngược như này. Rồi ông Bi ông ra cưới lợn xem nào. Và khi bạn cưới lợn nhìn trông rất là cưới con gì cũng vậy, nhìn trông hài vãi kinh luôn. Đấy, các bạn thấy đấy. Ra cưới lợn nào. Rồi Thánh ra cưới lợn phát nào. Nhanh lên. Đấy các bạn thấy đấy. Bây giờ lợn đầu lợn này. Dị quá nhân. Đấy.
ok. Ở cái những phiên bản 0.14 chấm x đấy, các bạn có thể thấy cái này nó sẽ đe sẽ không không thể gây sát thương cho bạn, nhưng ở phiên bản này đe sẽ gây sát thương cho bạn đấy. Và đây mình vừa ông đi, đây là cái thang máy đây, và toành cái thang máy thang máy ông này ông dễ lừa vậy. À, cái máy này mình làm cả là chết đi. Ok, bạn nào thích clip này hãy like, share, subscribe kênh của mình nhá. Ok, bye mọi người. Đấy, các bạn thấy đấy. Mình làm khá là phức tạp. Và cuối cùng kết quả là bốn cái đe rơi giữa đầu ông này. Ok. Nếu bạn nào thích clip này của mình hãy like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất, và cũng như là ủng hộ mình ấu giá để mình sẽ ra các clip về series này tiếp theo. Nhìn trông khá là dị nhỉ, tự nhiên cái đống đe rơi giữa đầu. Ok, bye mọi người.